Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ mười hai mươi bảy thường niên ngày mười ba tháng mười hai ngàn hai mươi ba. Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 10, 27 thường niên Ngày 13 tháng 10, 2023 Thưa anh chị em, hôm nay thứ sáu sau Chủ nhật thứ 27 thường niên Là ngày 13 tháng 10, mỗi ngày 13, đặc biệt là tháng 10 Chúng ta kỷ niệm việc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917 Với ba trẻ Jacinta, Francisco và Lucia với ba mệnh lệnh Mẹ nhăn nhu người đời Hãy mau ăn năn đền tội Hãy tôn sùng mẫu tâm Hãy năng lần hạt mân côi Và ngày 13 tháng 10 là lần hiện ra cuối cùng Với một phép lạ cả thể Ta vẫn quen gọi là mặt trời múa Để chứng tỏ đó là công việc của Thiên Chúa Xin Chúa cho mỗi người trong tháng 10 này siêng năng lần hạt mân côi, tôn sùng trái tim mẹ để đưa đến điều quan trọng nhất là cải thiện đời sống, là ăn năn sám hối, là quay về với lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt trong ngày thứ sáu 13 tháng 10 cho tất cả những tội nhân, trong đó có chúng ta nữa, đặc biệt là những người dính vào cờ bạc, rượu chè, xì ke, cá độ bóng đá, mê game, những người bỏ giáo hội đi theo lạc giáo, ly giáo, cho được ơn sám hối, tỉnh ngộ, thoát khỏi quyền lực của ma quỷ sự giữ, quay về với lòng thương xót Chúa, về với mẹ hội thánh. Mời anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên. Bài đọc 1 năm lẻ trong sách ngôn sứ Joel chương 1 câu 13 đến câu 15, chương 2 câu 1 đến câu 2. Bài trích sách ngôn sứ Joel. Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc. Rú lên đi, hỡi như người phục vụ bàn thờ. Hãy đến mặc áo vải thô mà thức suốt đêm, hỡi như người phục vụ Thiên Chúa vì lễ hiến dâng và lễ tưới rượu đã bị cấm cử hành nơi nhà Thiên Chúa. Hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng, triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ tại nhà Đức Chúa Thiên Chúa các ngươi hãy kêu lên Đức Chúa. Ôi ngày đáng sợ thay, ngày của Đức Chúa quả là đã gần kề. Ngày sẽ đến tựa cơn tàn phá do lệnh đấng toàn năng hãy rút tù và tại Sion, hãy kêu la trên núi thánh của ta. Run lên đi, mọi cư dân trong xứ, vì ngày của Đức Chúa đến rồi, ngày ấy đã kề bên, ngày tối tăm u ám, ngày mây mù tối đen. Một dân đông đúc và hùng mạnh đang tràn ngập núi đồi như thể ánh bình minh. Một dân như vậy xưa nay chưa hề có và muôn năm muôn đời cũng sẽ chẳng bao giờ có nữa đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Mời anh lặp lại câu đáp. Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh. Lạy Chúa, con hết lòng cam tạ. Kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy mua. Đàn hát kinh danh Ngài, lạy đâng tối cao. Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh ngài hăm dọa chư dân tiêu diệt lũ gian tà tên tuổi chung cũng xoa đi vĩnh viễn kể chư dân xa vào hô trung đào chân mắc lơi trinh mình răng sẵn Chúa xét sư thế giới theo lẽ công minh về phần chua chua ngự trị ngàn đời người lập tòa xét sư người xét sư thế giới theo lẽ công minh cai trị muôn dân theo đường trinh trực Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh. Hallelujah, Hallelujah. Chúa nói, giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tông ra ngoài. Phần tôi một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Hallelujah. Mình sẽ mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 11 câu 15 đến câu 26. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương bên Giê-bun mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế bên Jebun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế bên Jebun mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay thiên chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cả người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần uế xuất khỏi một người Thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy Tìm trốn nghỉ ngơi Mà vì tìm không ra nó nói Ta sẽ trở về nhà ta Nơi ta đã bỏ ra đi Khi đến nơi Nó thấy nhà được quét tước dọn dẹp hẳn hoi Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác giữ hơn nó Và chúng vào ở đó Rốt cuộc tình trạng của người ấy Lại còn tệ hơn trước đó là lời Chúa. Lời Chúa kỳ to, người khen Chúa. Thưa anh chị em, Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ Nhật thứ 27 thường niên, bài đọc một năm lẻ trích trong sách Ngôn Sứ Joel. Ta nghe, hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc. Rú lên đi, hỡi những người phục vụ đền bàn thờ Hãy đến mặc áo vải thô mà thức suốt đêm Hỡi như người phục vụ Thiên Chúa Hãy ra lệnh giữ chay công bố một cuộc họp long trọng Triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ Hãy kêu lên Đức Chúa Thưa anh chị em, đây là những lời mà ngày hôm nay Chúng ta thường nghe trong mùa chay nói rằng là mùa chay thì mới giữ lệnh ăn chay rồi công bố rồi kêu lên, rồi mặc áo thô thức suốt đêm vân vân. Chả lẽ chỉ đến mùa chay thì mình mới ăn năn thống hối hay sao? Còn mấy mùa khác thì sao? Cứ ăn chơi thoải mái à? Vậy thì lời mà đức mẹ mời gọi trong ba mệnh lệnh của mẹ là hãy cải thiện đời sống hay ăn năn sám hối thì sao? Hôm nay ngày 13 tháng 10, ta nhớ việc Đức Mẹ hiện ra ở Fatima và nhắc lại mệnh lệnh của mẹ là hãy cải thiện đời sống ăn năn sám hối. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là ngày nào ta cũng phải xét mình, ngày nào cũng phải sám hối vì mỗi thánh lễ ta vẫn đấm ngực. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em tôi đã phạm tội nhiều. Rồi trước khi đi ngủ ta vẫn được mời gọi nhìn lại coi một ngày vừa qua ta đã làm những gì chưa hay, chưa tốt, ta sám hối, ta ăn ta xin Chúa thứ tha, rồi ta mới đi ngủ bình an được. Cho nên lời mời gọi ngày hôm nay không phải chỉ dành cho mùa chay mà cho từng ngày trong cuộc đời của chúng ta. Mà nếu ta sám hối, nếu ta chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng để đón Chúa, đứng đầy quyền năng và giàu lòng thưa xót đến bất cứ lúc nào thì cái ngày ấy cái ngày mà chúa đến không còn là ngày tối tăm u ám không còn là ngày mà mây mù tối đen nữa không chúa nói những ngày tín thác vào lòng thưa xót của ta thì ngày cánh chung ngày mà ta đến lần thứ hai ấy, là ngày mà ta đến đón họ về hưởng vinh quang với ta vì cả cuộc đời họ đã tín thác vào lòng thưa xót của ta vì cả cuộc đời của họ đã thực hành lòng thương xót của ta Vì cả cuộc đời của họ đã đi loan truyền lòng thương xót của ta Cho nên ngày mà ta đến với họ cá nhân Tức là ngày chết của mỗi người Ngày mà ta đến với toàn thế giới này Tức là ngày cánh chung, ngày quang lâm, ngày tận thế Thì những người mà tín thác vào lòng thương xót của ta Những người đi loan truyền lòng thương xót của ta ngày ấy không còn là ngày tối tăm không còn là ngày kinh hoàng không còn là ngày sợ hãi nữa nhưng là ngày mà lòng thương xót vinh thắng phép công bằng ngày mà chúng ta đón nhận lòng thương xót của chúa để chúng ta được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của chúa mặc dù đến giờ đó đến ngày đó là giờ của sự công bằng giờ của sự công thẳng đối với những người không tín thác vào lòng thương xót chúa đối với những người không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì đúng ngày hôm đó, ngày đó là ngày kinh hoàng vì là ngày giờ lòng thương xót đã hết, giờ của sự công thẳng, giờ của sự công bằng, giờ mà Chúa đến để phân rạch ròi người tốt kẻ xấu, chiên với dê, lúa tốt với cỏ lùng, thiện với ác. Thưa anh chị em và các bạn, nếu mình luôn trong tư thế sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của mẹ là cải thiện đời sống mỗi ngày Thì giờ Chúa đến dù là cá nhân hay là tận thế chung của cả thế giới Không còn là ngày kinh hoàng nữa Mà là ngày chiến thắng khải hoàn Chứ không phải là ngày kinh hoàng Vậy thì anh chị em thấy mình đi theo con đường lòng thương xót Chúa Có phải là khôn ngoan hay là dạy dốt Có phải là đúng hay là sai trước mắt thế gian có thể đó là con đường chẳng mấy ai đi vì con đường gian khổ, vì con đường khó khăn, vì con đường thử thách. Con đường mà có thể người ta chê bai người ta dè biểu. Con đường mà có thể mình đi vào đó người ta bảo đó là một sự lựa chọn dạy dột. Mà tôi hát rằng là Chúa ơi một linh mục rất dạy khờ. Tôi một linh mục dạy khờ vì đi vào con đường lòng thương xót. Một linh mục dạy khờ vì chọn con đường chẳng mấy ai đi nhưng mà tôi biết rằng là cái ngày cánh chung cuộc đời của tôi hay ngày cánh chung của cả thế giới không còn là ngày đen tối không còn là ngày đáng sợ không còn là ngày mà um, mây mù tối đen tối tăm u ám không còn là ngày rùng rợn sợ hãi nữa nhưng mà là ngày tôi hân hoan đón chờ đứng mà cả cuộc đời tôi đã tín thác vào ngày thưa anh chị em nếu chúng ta là những người tin thác vào Chúa, tin vào Chúa như vậy thì chúng ta thấy mình có thể là một trong ba loại người sau này là trong bài tin mừng khi mà Đức Giêsu trừ một tên quỷ rồi là một phép lạ trừ một quỷ câm rồi thì dân chúng phản ứng theo ba cách khác nhau cách thứ nhất là đa số người ta ngạc nhiên vì thán phục chúng tôi chưa thấy những điều lạ lùng như vậy bao giờ họ trầm cho họ thán phục mà nếu chúng ta là những người um, luôn luôn trong thứ thế sẵn sàng như vậy để nhận ra quyền năng lòng thương cho Chúa thì mình thuộc vào loại người này là luôn luôn nhận biết quyền năng của Chúa và khi nhận biết quyền năng của Chúa thì ngày cánh chung ngày um, thẩm phán không còn là ngày kinh hoàng nữa mà là ngày ta càng thấy rõ quyền năng lòng thương cho Chúa được thể hiện hơn đối với người thứ nhất đa số ngạc nhiên vì thán phục một nhóm thứ hai tệ lắm là nhóm xuyên tạc rằng đức giêsu dựa thế quỷ vương benjebun để trừ quỷ nhỏ đấy là cái tội mà không nhận biết quyền năng lòng thư xót chúa cho những công việc của chúa là công việc của ma quỷ ta gọi là tội phạm đến thánh thần mà Khánh Kinh bảo là không tha được Không tha được vì không phải Chúa không có khả năng tha cho họ Nhưng mà Chúa không thể tha cho họ được vì họ Chống lại Chúa cho rằng những công việc của Chúa là công việc của ma quỷ Đó là cái tệ nhất Không nhìn nhận thì thôi Không nhìn nhận quyền năng lòng thương xót Chúa trên cuộc đời của mình Trên những sự việc, trên những con người mà họ đang được đón nhận thì thôi Mà mình đổ vấy rằng đó là công việc của ma quỷ thì đó là cái quá tệ Tệ nhất trong các thứ tệ Tội phạm đến thánh thần Phủ nhận công trình của Chúa Công việc của Chúa Và đổ rằng đó là công việc của ma quỷ Cho rằng công việc của ma quỷ Và nhóm thứ ba Là nhóm nửa tin nửa ngờ oh, không biết đây là công việc của ai đây, của chúa hay của ma quỷ đây? Vậy thì biển để minh chứng nào đó, đó là công việc của Thiên Chúa thì Xin một dấu lạ từ trời xuống để chứng nhận rằng chính Đức Giêsu là người từ trời sai xuống. Anh chị em mình là một um, trong số người nào? Thán phục hay là đổ cho công việc của ma quỷ hay là nửa tin nửa ngờ muốn tin dấu lại anh xem thuộc loại người nào người đầu tiên thán phục quyền năng lòng thư xót chúa cho một tràng pháo tay còn chị nửa tin nửa ngờ còn ông cụ kia nửa tin nửa ngờ còn bạn trẻ này gãy đầu gãy tai này nửa ngờ nửa tin <laughs> thường thì chúng ta thường vào nhóm thứ ba là nửa ngờ nửa tin cho nên chúng ta hay xin Chúa có một cái dấu lạ có biết bao nhiêu dấu lạ hàng ngày xảy ra mà mình vẫn chưa chịu tin một chút phải làm sao cho dấu lạ ấy nơi chính bản thân con kìa con phải thấy trước mắt kìa, mới chịu tin có khi thấy trước mắt rồi vẫn còn không tin nữa và có khi thấy trước mắt rồi lại đổ rằng ồ đó là bày trò, đó là giản dựng, đó là uh, sắp xếp. Nên em thêm không ạ? Thì mình cho công việc của thiên chúa là công việc của ma quỷ. À? Chỉ ma quỷ nó mới bày trò, nó mới dàn dựng, nó mới sắp xếp, nó mới dối trá thôi. Còn những người mà làm chứng thực, người thật việc thật họ nói cái điều thật, việc thật họ chịu trách nhiệm về điều họ nói thì mình phải chấp nhận thôi. Dù mình không muốn tin nhưng mà không muốn tin nhưng mà nó vẫn có thật mà khó tin nhưng có thật có tin nhưng có thật mà nếu ta không tin thì đừng vội cho rằng đó là công việc của ma quỷ vì nếu mình cho rằng đó là dàn dựng là sắp xếp thì đó mình tức là mình cho đó là công việc của ma quỷ ma quỷ nó mới gian trá nếu gian dối nó mới sắp xếp dàn dựng đúng không ạ mà đây là công việc của thiên chúa mà mà tại sao mình lại cho rằng đó là công việc của ma quỷ đó là một điều mà ta phải cần suy nghĩ rất là nhiều. Nếu mình thuộc loại người thứ hai, thôi thì bán tin, bán nghi thì cũng là đỡ đi. Nhưng mà phủ nhận hoàn toàn tất cả những công việc đó, những công trình mà Thiên Chúa thể hiện, quyền năng lòng thưa xót của Ngài, ta không chấp nhận và ta cho rằng đó là của ma quỷ. Vì, vì bảo rằng gian dựng, vì bảo rằng sắp xếp, vì bảo rằng thuê tiền để người ta làm chứng, vậy thì đó là ma quỷ chứ còn cái gì nữa. để trả lời cho những kẻ không tin thì Chúa Giêsu lý luận rằng là ma quỷ không ngu dại gì mà làm hại thuộc hạ của nó có đúng không dù nó là ma quỷ nhưng mà nó cũng bênh lính của nó chứ binh thuộc hạ của nó chứ ma quỷ không có ngu dại gì mà là làm hại thuộc hạ của nó bởi thế việc Chúa Giêsu trừ quỷ không phải là dựa vào thế quỷ vương nếu việc đó không do quỷ vương thì do đâu? Vì Chúa Su trừ quỷ mà người ta bảo rằng là bởi bàn tay của bên Chúa buôn chú quỷ mà trừ quỷ. Mà quỷ nó dạy gì mà nó hại thuộc hạ của nó, vì nó nhập vào sông nó lại 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 cho một người khác phá nó, nó không làm gì đó. Mà nếu không phải của ma quỷ thì phải bởi bàn tay của ai thì phải một quyền lực mạnh hơn ma quỷ, tức là Thiên Chúa. Mà khi Thiên Chúa thực hiện cái dấu lạ đó thì là dấu chỉ rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Đức Giêsu đích thực là con Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, nước Thiên Chúa đã đến gần rồi. Thương chị em và các bạn. Nhiều người ngày nay không còn tin vào ma quỷ. Và khi họ phạm tội thì họ biện minh rằng đó là yếu đuối và thiếu tự do của con người thôi Quỷ ám được giải thích như là chuyện thần thoại Mà khoa tâm lý chiều sâu tìm cách giải thích Vậy thì biết bao nhiêu lần chú trừ quỷ trong tin mừng Thì là chuyện huyền thoại à? Đó là à, chuyện thần thoại à? Nhưng cám dỗ chỉ còn là sản phẩm của ốc tưởng tượng Tôi nghĩ cái này, tôi nghĩ cái kiến rồi Do ốc tưởng tượng tôi chứ không ma quỷ nó bày ra chiến thuật của ma quỷ trong thế giới xem ra không phải là sự đe dọa con người bằng những ám hại. bây giờ ma quỷ nó đổi chiến thuật rồi. nếu nó đe dọa con người bằng những ám hại cho người ta thấy rằng ma quỷ nó ghê quá, ma quỷ nó khủng khiếp quá, ma quỷ nó dữ quá, vậy còn ai theo ma quỷ không? không. bây giờ nó đổi chiến thuật là nó thuyết phục con người ta tin rằng là không có ma quỷ trên trần gian này. và vì không có ma quỷ trên trần gian này, con người thông người ta không có cảnh đề phòng, không có tỉnh thức. Và không có tỉnh thức, không có đề phòng thì ma quỷ nó sẽ lợi dụng vào cái đó mà nó cám dỗ con người phạm tội mà con người ta không biết. Đâu có ma quỷ đâu, do tưởng tượng thôi mà. Đâu có ma quỷ đâu, do chuyện thần thoại thôi mà. Ốc ờ, tưởng tượng thôi mà. Và mình không đề phòng ma quỷ thì ma quỷ nó sẽ dễ tìm cách nó ám hại mình hơn cả. Nhưng mà ở đây cũng có điều phải cần phải nhấn mạnh lại cho anh chị em đó là đừng có hơi tí là đổ cho ma quỷ hết. Tí gì cũng có vong theo rồi tí gì cũng có quỷ nhập, tí gì cũng có vân vân. Ma quỷ nó cám dỗ con người ta phạm tội điều đó là thật sự. Ma quỷ nó chỉ muốn con người ta phạm tội đó là chính xác. Và nó dùng nhiều cách để cám dỗ con người ta phạm tội Và muốn con người ta phạm tội để cũng xa đoạn Rồi cũng bị trầm luân như chúng là đúng Nó chỉ nó muốn kéo con người ta xa lìa Thiên Chúa Xa lìa ánh sáng và vào trong bóng tối như chúng là đúng Nhưng nó cám dỗ con người ta Con người ta có tự do để theo sự cám dỗ của nó hay không Và mình chịu trách nhiệm về cái đó Tôi ví dụ bạn Bạn đến với lòng thương xót Chúa Rồi Một người khác nói Mày đến lòng thương xót Chúa thì mày được cái gì Có trả lương cho mày không Mày có được uh, đi chơi tự do hay không Còn như tao này Tự do Chả có bị ràng buộc gì hết Muốn ăn là ăn Muốn chơi là chơi Đâu có phải đúng giờ Phải 9 giờ Phải đến rồi 10 giờ mới được về Vân vân đâu Tao muốn đi đi Muốn về về Muốn ăn Muốn ăn, chơi Muốn làm gì làm Có phải sướng không Có phải tự do không Bạn nghe điều đó bạn thích không giờ yeah. đó là ma quỷ đang sử dụng con người này để mà cám dỗ bạn nếu nó hiện ra thành con ma quỷ nó bảo, à, đi theo tao đi theo tao đi mày ơi đi theo tao đi mày ơi đi không không nhưng mà con quỷ nó anh anh nghe đã không đã. theo ông theo. à mọi theo, từ từ, từ phải suy nghĩ chứ, Với vừa mới anh ra theo liền là thế nào thì <laughs> chúng ta thấy rõ ràng nó, ma quỷ nó đâu có làm như là con hồi xưa vẽ hình ma quỷ con quỷ nó có đuôi nhớ không có đèn xì xì nó có hai cái sừng lưỡi đỏ rồi, à, nó cắm đũa à, ai theo nó không thì nó đổi chiến thuật rồi nó dùng những cái bên ngoài rất là mỹ miều rất là đẹp ồ con ơi học lấy nghề cha một đêm ăn trộm bằng ba năm làm theo ông một đêm ăn trộm mà bằng ba năm làm mà không theo cho được làm ba năm nó chỉ làm con đêm nó ngồi nó chơi xuống theo ông. theo ông. à. M mình muốn làm mình muốn làm cái gì cũng được hết mà chỉ trích một điếu này vô là nó phê mà mình muốn tưởng tượng nó cái gì cũng được hết thử lên cho biết còn mình có thử hay không thử đó là tự do của mình ma quỷ nó sẽ cám dỗ mình bằng cách đó đó ban đầu tất cả những bạn mà dính vào Shiga là đều bị cái cảm dỗ đầu tiên là như vậy Tuy không nghĩ tự nhiên bạn chích vào làm cái gì Nó phải nói thế nào đó Bạn nghe bạn xuôi tai bạn mới chích chứ đúng không Có đúng không Chứ không sao mà chích Khi mà mình làm cái điều xấu gì đó Thì nó đâu bao giờ cho mình thấy đó là điều xấu Mày uống rượu là mày chết đó Mày uống đi cái đi mày Uống không Uống rượu này là chết đó Uống đi mày Uống không không uống đi đã lắm đang buồn phải không trời vô đi à nó phê lắm quên hết nỗi buồn này tự nhiên mình mới thấy, nghe mới sướng mới vô chứ chứ còn nó chích bổ mình chích xì keo vô đi mình chích vô là mày mốt mày chết đó nó còn tâm dỗ kiểu đó không không Bao nhiêu cái bả danh lợi bả vinh quang cũng vậy Mình được danh được lợi Được lên chức tước này lên chức tước kia Mình cảm thấy hãnh diện cảm thấy đó mà thấy chưa Ta vỗ tay đi đến đâu bây giờ có hàng rào người đứng chào Rồi vòng hoa rồi vỗ tay rồi Đi tu như vậy ta mới đi tu Chứ đi tu phải đi đâu người ta cũng phải chào mừng Đến đó mới sướng chứ Mình thấy ở sướng thật Và mình đi vào con đường đó Là dính bẫy của ma quỷ Còn nó bảo sắp uh, chịu chức được phải không? sắp chịu chức linh mục rồi đang tĩnh tâm, mình có biết rằng khi mày chịu chức linh mục là mày mất hết tất cả, mày bị trêu trên thập giá, mày bị thế này thế kia, rồi vân vân và vân vân, cuộc đời mày tàn tiêu rồi con nơi. Ma quỷ nếu mà nói mình như thế thì là mình sợ mình đâu dám chịu chức nữa. Và nếu mình dám vượt qua được cái cám dỗ đó của ma quỷ là mình mới thắng thực sự. Bạn đồng ý tôi điều đó Nó cho mình biết như vậy đó Mà mình mới thắng được đó Vậy thì thưa các bạn Khi mà ma quỷ nó Muốn lôi kéo con người Vì nó có sự ganh tị trên thế giới Ganh tị Ganh ghét Thiên Chúa Ganh ghét Chúa Giêsu Cho nên kẻ thù của Chúa Nó làm cho mình bị mù quáng Để không nhận ra việc Rằng Chúa trừ quỷ Mà còn xuyên tạc việc Chúa trừ quỷ Là dựa vào thế của quỷ vương mà trừ quỷ Ma quỷ là nguồn gốc của sự ganh tị Việc Chúa làm tốt Nhưng mà nó không chấp nhận Nó tìm cách nó đổ vấy rằng Đó là điều xấu Chúng ta cũng dễ bị như vậy lắm Khi mình làm một điều tốt những anh chị em khác ganh tị với mình cho rằng ô nó làm lấy tiếng cho nó làm để mà nó nổ nó đóng kịch vậy thôi chứ nó đâu có như thế nó bày đặt nó dơ tay nó cầu nguyện lòng thương xót chúa nó bày đặt nó, cầu xin lòng thương xót chúa được ơn này ơn kia ô trò hề ôi trò mê tín ôi trò vân vân và vân vân ma quỷ nó làm như thế đó cho nên có một con đại bàng ganh tị với con đại bàng khác vì con này bay cao hơn nó Một hôm con đại bàng ganh tị nói mới gặp một tay sợ thủ Nó xúi anh ta là bắn hạ cái đối thủ của mình đi Này bắn nó đi Cái con đại bàng đó anh bắn nó đi Thì chàng sợ thủ nó được Tôi bắn được nhưng mà tôi không có mũi tên Cái con đại bàng kia mới nhổ một cọng lông cánh Đưa cho anh chàng sợ thủ Rút ra bắn Hụt vì quyết tâm hạ địch thủ của mình cho nên con đại bàng lại rút thêm cái lông ở cánh của mình nữa. đây mũi tên đây, hụt, cứ hết mũi tên này đến mũi tên kia, hụt, 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 hụt cho đến khi mà hai cái cánh của con đại bàng đó không còn cái lông nào nữa và không còn cái lông nào nữa thì con đại bàng đó có bay được hay không? không bay được nữa và chàng xa thủ không cần bắn con kia chỉ cần lấy tay sách cổ con đại bàng này về làm thịt mà ăn. Nếu bạn ganh tị muốn hại ai thì rốt cuộc bạn chỉ tổ làm hại chính bản thân bạn mà thôi. Xin Chúa cho mỗi người đi vào con đường lòng thương xót, con đường đầy những khó khăn thử thách. Và khi mình làm điều gì tốt lành có thể bị người ta hãm hại vì ganh tị, ganh ghét. Chính Chúa Giêsu làm điều tốt như vậy đấy, trừ quỷ như vậy đấy mà còn đổ vấy là cái công việc đó là của ma quỷ. Thì huống hồ chúng ta là những con người Khi mình đi làm bác ái Khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa Khi mình làm chứng cho lòng thương xót Chúa Ma quỷ nó không xúi dục những người khác Đổ vấy công việc của chúng ta Cũng là bởi ma quỷ Nó bóc méo hết tất cả Rồi nó xuyên tạc hết tất cả Ta vẫn vững tin vào Chúa Chúa nói ai không đi với tôi là chống lại tôi Nhớ ai không đi với tôi là chống lại tôi Ai không cùng đi với Chúa không đi vào con đường lòng thương xót của Chúa là chống lại Chúa và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Không cùng tôi thu góp, không cùng Chúa kêu mời lưu kéo họ vào với lòng thương xót Chúa là mình phân tán. Không đi vào con đường lòng thương xót Chúa, con đường Chúa đi là chống lại Chúa đấy thưa anh chị em. Mình mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh Đức Lễ Thiên Liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được Thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật thì con xin ẩm lây cùng hợp làm một cùng chúa cho chọn xin chúa chờ để cho con lìa bỏ chúa bao giờ amen mời anh chị và các bạn hướng về mẹ Maria cho ngày 13 tháng 10 mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 128 của hát bài nữ vương mân côi Xin mẹ Maria cho chúng con biết yêu mến chàng Chúa Mân Côi, xin ngăn lực Chúa Mân Côi, chuỗi Lòng Thư Xót và nhờ đó chúng con biết cải thiện đời sống của mình. Sống xứng đáng là con cái của Lòng Thư Xót, đi theo con đường Lòng Thư Xót chứ không đi ngược lại để chống lại Chúa. Chúa thiên đàng dâng ngành mân côi muôn màu hoa thắm tươi lời mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng hoa tươi hình. chốn xa trường uy tín xin đưa hồn con tới quê thanh nhà mẹ ơi lấy mẹ tiếng tha này xin con đang ngắm phân vân côi ừ đây Ngày con thành tâm nên yêu cây hát ca mừng côi hôm nay ngày. ngày này con đi hát ca mừng mẹ Chúa thiền đàng xương ngành mân côi muôn hoa hoa thắm tươi lấy mẹ yêu bên lắng nghe lời con hát nhịp nhàng hò cười cùng đàn xi xa trường xin hồn con quê nhà chúa ở cùng anh chị em à, ở cùng cha. xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em Chúc anh chị em luôn được bình an.